Hello, chào mọi người. Nay đi coi chụp cá nha mọi người. Chụp được mấy con rồi nè. Dính ba con luôn. Quá này về làm nha, về ăn Út Hậu muối mẹ nó chờ làm gì vậy? Muối chiên hả? Muối để sẵn ra để ai cái cơ khô. Muối xả ha. Giờ cái mình để cơ khô là qua ngoài chụp cái này không nè, là cá nhóc luôn á, khỏi vô luôn á. Qua đại số không? Tại vì nửa số đó. Trời ơi. Cá bự không à? Có nhỏ còn. Thì lên qua bắt hết trơn rồi của người ta phải không? Cá này là cá tự nhiên người ta nuôi. Cá tự nhiên. Tự nhiên hả? Cái bổn mà. Cá nuôi đủ mà dễ gì ta. Dễ gì ta cho mình chụp. Cá nuôi chụp là người ta rượt đó. Quá rồi. Để coi này coi dính mấy con nha. Xong lại dài dài kia. Dài kia không có. Ngủ hả? Nó vòng lại này. Nó vòng lại này cái nó đi vòng á hả? Đó, dính hai con luôn. Thêm con nữa kìa. Đó. Con quỷ nó bắt mày vậy. Đó. Cá lầu kiến nữa kìa. Tao giỡn lên bắt chồng cá hai cá nữa, tao giỡn cái kia coi. Dằn lưới đẳng nữa hả? Đó. Ừ. Đó dài quá đó. Rồi rồi. Dài quá đó. Coi dằn coi dính nhiều không? Ủ, trời ơi. 5 con luôn. Quá trời ơi. Trong hai lần á, nó gỡ rồi đầy lưới luôn. Liền cá lau kiến xuống cho nó sống đi. Để liền mương này nè. Nó vòng ra đây hoa. Quá rồi. Đúng rồi. Hồi kêu xe tải đang mà nó chở về nha. Quá trời luôn rồi. Cá đâu quá trời cá. Mà vô nguyên bầy luôn à. Đang gỡ cá nè các bạn. Mới chụp có mấy cái mà dính được mấy chục con rồi.
Rồi chuẩn bị dỡ lưới chưa? Muốn dỡ dỡ gì? Ừ, chụp vài cái nữa đi rồi dỡ lưới. Ồ, oh, hai con luôn. Lấy nó... ừ. Ừ. Sao phát hiện được cái chỗ này hả? Qua ghé đủ qua chụp thử rồi. Ừ. Ừ. Quá thấy nó dính dắt. Đâu đâu, chụp bên đây nè, đó đó, cá ừ, dữ nè. Không dính. Dính hả? Rồi, không có con cá nào rồi. Này rất thua rồi. Vô hả? Hết thua rồi. Nó ừ. Vậy mốt đầu tư cái bự hơn cái mới nha. Sáng thấy nó còn chụp được. Ừ. Được mua có 8 ngàn hả? 8 ngàn hả? Ừ. Ồ, dính rồi, rồi rớt rồi. Mua lưới 8 ngàn hả? Chọc bên làm hả? Ừ. Mấy đó thì mình chặt tre ha. Chút tre đi. Ừ. Sừng dính cái sặc luôn. Đó lưới cái sặc. Ừ. Để tao đi dỡ lưới. Ừ, dỡ lưới đi. Dỡ lưới đi. Rồi, tôi tiếp rồi. Coi coi. Rồi để ra đi. Rồi tao đi vô lưới nè. Quá thấy nó bay sình lên kìa. Đâu còn dở lên không thấy chưa hả? Chưa. Chưa hả? Tại nó mới trong máy hả? Ừ. Hoài á. Hoài chứ trong này biết đâu có hả? Ừ. Hả? Không biết nhà lưới hả? Không. Thấy văn cũng bài bản quá mà.
văng ngoài bảng quá mà. Ừ. Coi chừng gói nghe. Ừ. Bữa nay thu hoạch khá rồi. Không gầy mấy đứa nó có gì thăm không? Không gầy mấy đứa nó có gì thăm không? Nó có cho tiền không? Không, đâu đâu dở cái này lên coi. Ô. Hai con chụp tiếp. Đâu đấy chân chạy hiu rồi. Đâu? Ờ. Ủa, ít hơn chụp nữa quá. Ít hơn chụp nữa. Này chụp nó lẹ hơn à. Vậy qua mới tới bên kia không? Ờ, lưới dài dữ vậy hả? Lưới dài dữ vậy đó hả? Ô, trời bự kìa. Quá cá bự quá ha. Đây, cá bự nè các bạn. Bự hơn mấy con cá nãy. Đây là đường lộ nè các bạn. Lộ lớn. Xe qua lại tấp nập.
đâu đâu ấy gọi gọi dính cá bự rồi vô liền đâu ăn cá bự rồi đây nè cá bự nè rồi con thùng luôn đây phương tiện dùng để đi đánh bắt hả à? Cá lóc kìa được con thứ hai kìa rồi đây trứng ốc bươu vàng nè vậy không thấy chân trời chỉ có con mà giới thiệu quá trời luôn. Thấy dính con mà quá trời giới thiệu nửa mương rồi. Này đi chụp con bộ lẻ hơn à. Ờ lẻ hơn. Bữa dính nhiều lắm hả? Nó sợ rồi, nó gặp ông nó sợ rồi. Có con đó nó mà ấy đó, nó thất tình hay gì đó. Con nó thất tình, nó đâm vô lưng. Vậy hả? Ủa, tại con nó bị thất tình hay gì đó ơi. Ô. Hai con thất tình đó. Đừng nóng hả, từ từ quá. Rồi chút nó gỡ, gỡ liền lên rớt à. Ừ, hồi đem nó vô luôn.
Linh chạy hả? Dễ vậy được. Ơi. Ờ. Chưa thấy. Alo. Alo, nghe nghe. Alo.
Alo, đâu có đâu, hồi nãy mà tám điện tôi mà, đâu có điện đâu. À, tại nãy điện lúc kêu mà đi xuống Đông Đáp đó. À, tại điện lúc nãy mà điện không bắt máy cái đầu đó, cái sau điện nó bắt máy đó. Ờ, à, nhớ không? Sao rồi, lấy nhiều chưa? Ờ, à, rồi. Đây chiều 600 được rồi. À, rồi, rồi. Rồi, gỡ cá đi. Ờ, cuộn lên bài bản quá ha. Cuộn lên thôi gói à, bài bản đấy đó. Nó cuộn lại chúng cho nó mà để nó gói à, bài bản quá rồi. Rồi gỡ đi. Đem về nhà gỡ luôn. Xích vô đây nè, ngồi xích vô đây nè, thấy xe không á?
về giống cho hai ba con ăn đi. Không, không ăn đâu. Ăn để dành ăn đi.